Rồi, hello, xin chào đại gia đình nhà mình nha. Xin chào cả nhà. À, chào mừng cả nhà đã đến với chương trình của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Đi xin chúc cho anh chị em chúng ta có một buổi chiều tràn ngập trong ý niệm của tình yêu thương, lòng biết ơn, sự tự do, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị ha. Rồi, ok, ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi, ok, xin chào đại gia đình nhà mình. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Rồi, từ sáng giờ ngày hôm nay các anh chị như thế nào ạ? À? Anh chị như thế nào? Ngày hôm nay là một cái ngày gọi là giữa tuần, đúng không? À, hôm nay là thứ tư rồi, các anh chị cứ loay hoay là nó lại hết tuần rồi, rất là nhanh. Anh chị à, có một ngày như thế nào? Có hạnh phúc không? À, anh chị nào mình thấy là ngày hôm nay mình rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc thì anh chị có thể là comment giúp cho mình ha. Tuyệt vời thì anh chị có thể là comment là tuyệt vời, hạnh phúc thì anh chị có thể là comment hạnh phúc ha. Rồi những anh chị em chúng ta đang có mặt trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh chị có thể là bật camera lên ha, chúng ta cùng nhau hiện diện ở màn hình camera giúp cho mình nha. Để em sao ạ? À? Để mình được thấy những khuôn mặt xinh đẹp của anh chị nha, những nụ cười xinh đẹp của anh chị. Bật đèn cho ngôi nhà của mình lên các anh chị. Ơi sao khi các anh chị vào Zoom mà mi không có thấy các anh chị? À, thì mi khi mi nói mi không, mi thấy đen thui à, mi không thấy gì trơn á. Đó. Cho nên là các anh chị nhìn thấy mi thì ít nhất các anh chị cũng phải để cho mi thấy các anh chị chứ, đúng không? Rồi, ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tương tác với mi nha. Rồi, anh chị rất là xinh đẹp luôn ha. Rồi, rất là tuyệt vời. À, anh chị em chúng ta có một số anh chị chúng ta tuyệt vời, ngày hôm nay rất là hạnh phúc luôn. Rồi, ok, tuyệt vời ha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị. Thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời. À ha. À, trước khi mà anh chị em chúng ta à, mình bước vào một cái môi trường hoặc là một trong cái buổi học nào đó thì cái câu đầu tiên anh chị nói ra là gì? Anh chị chúng ta quyết định trước về cái điều mà anh chị chúng ta mong muốn ha. Wow, quá là nhiều anh chị em chúng ta tuyệt vời luôn nè, rất là xuất sắc ha. Rồi. Rồi ok ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. Rồi mới cảm thấy rất là trân quý các anh chị khi mà rất là trân trọng những cái tình cảm của anh chị, cũng giống như là những cái tình cảm mà anh chị yêu thương à, đã cho mi các anh chị ha, gọi là anh chị đã không phụ lòng mi à, đúng không các anh chị? À, khi mà mi chia sẻ cho anh chị chúng ta những cái kiến thức để mà anh chị chúng ta học tập để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình thì mi chia sẻ bằng cái thân, cái tâm, cái trí của mình, đúng không các anh chị? Đó thì ngày hôm nay các anh chị, những anh chị em chúng ta ngồi ở đây thì sao ạ? À? Anh chị chúng ta cũng à, rất là nghiêm túc rồi, rất là tuyệt vời rồi, đúng không? Thì chúng ta bắt đầu cái kiến thức của chúng ta trong ngày hôm nay các anh chị ha. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, thì một cái ngày gọi là có thể là ngày mùng 3 của cái tháng 1. Thì bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập cái mục tiêu cho mình các anh chị. Đó, à, thật sự ra thì My rất là trân quý những cái tình cảm cũng như là tình yêu thương của anh chị dành cho My ha. À, đó, cho nên là cũng không gọi là không không phụ lòng các anh chị. Thì My sẽ chia sẻ hết cái kiến thức mà My đã được học từ người thầy của mình và My đã ứng dụng cho mình có những cái kết quả rất là tuyệt vời các anh chị từ cái bộ công thức này các anh chị ha. À, thì ví dụ như là cái kiến thức ví dụ như là anh chị em chúng ta ứng dụng nó tuyệt vời đi thì hôm nay đi cho dù nha cái cuộc sống của anh chị từ trước đến giờ nó như thế nào My không biết, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi anh chị chúng ta sẽ bước sang cho mình một cái trang mới, gọi là gì ạ? À? Một cái năm mới rồi, một cái tháng mới rồi, thì mình hãy bước sang mình một trang mới các anh chị ha. Thì trong cái chương trình này á, mình không có kinh doanh hay là buôn bán cho anh chị bất cứ một cái dịch vụ, cái sản phẩm nào hết các anh chị ha. Đó, cũng không có tuyên truyền về tôn giáo, đạo giáo hay là chính trị gì cả. Đơn giản cái chương trình này là gì? À, mình chỉ chia sẻ cho anh chị em ta những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những kiến thức mà mình đã ứng dụng trong cuộc sống của mình, đã đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời cho cuộc sống của mình các anh chị. À, có những cái kết quả thành công. Đó cho nên ha, cho nên là mình chia sẻ cho anh chị em ta cái kiến thức thôi. Và chính vì cái lý do đó các anh chị, khi mà anh chị tham gia chương trình thì anh chị lưu ý giúp cho mình, đầu tiên là anh chị em ta bật camera lên ha và mình hiện diện ở màn hình camera 100% các anh chị. Và khi mà anh chị học tập, anh chị chuẩn bị cho mình là gì? À, bút, viết, vở hoặc là một ly nước kế bên các anh chị ha. Đúng không? Để anh chị ạ. À? Để khi mà bút viết á, khi mà anh chị em chúng ta học thì chúng ta ghi chép lại để mà chúng ta thực hành luôn các anh chị, chứ không phải là mình chia sẻ bằng cái lý thuyết không các anh chị ha. Mình học thì mình ứng dụng, mình học thì mình ứng dụng các anh chị nha. Đó, chúng ta vừa học chúng ta vừa ghi, chúng ta chép lại và chúng ta thực hành luôn ha. Đó thì mi sẽ cho anh chị em chúng ta thực hành.
nó khá là nhiều các anh chị, cho nên là chúng ta hãy chuẩn bị tập vở bút ở bên cạnh mình các anh chị ha, có sẵn luôn đó. Và khi mà các anh chị dành cái sự tập trung của anh chị vào á, thì để mà các anh chị mình đón nhận lại những kết quả tuyệt vời nhất, tốt nhất, thì anh chị tham gia cái chương trình này thì anh chị không có cần phải quay phim hay là chụp hình gì lại đó các anh chị ha. Tại vì sao ạ? Đơn giản ở đây là My chia sẻ với cái tinh thần là gì, là My đã hiện diện ở cái thân, cái tâm, cái trí của mình ở đây rồi đó. My chia sẻ cho anh chị chúng ta hết cái những gì mà anh chị em chúng ta My đã được học rồi, và My cũng hy vọng rằng là khi mà anh chị chúng ta đồng hành cùng với My thì My cũng sẽ dành những cái điều tuyệt vời đó nhất cho các anh chị ha. Đó, và bao nhiêu trong số anh chị làm cảm thấy rằng là mình đồng ý với nội quy này thì anh chị comment giúp cho mình là tôi đồng ý với nội quy của câu lạc bộ được không ạ? Rồi, mình xin chào tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trên các nền tảng khác nha. Đầu tiên thì bước vào một cái năm hoặc là một cái tuần các chị, hoặc một cái tháng thì hoặc là một cái ngày mới các anh chị, như vậy cũng như vậy thôi. Thì chúng ta phải biết rằng là cái ngày hôm nay chúng ta mong muốn điều gì, trong cái tuần này chúng ta mong muốn điều gì, trong cái tháng này chúng ta mong muốn điều gì các anh chị. Và trên cái hành trình đó chúng ta biết chúng ta mong muốn điều gì thì chúng ta mới đi trên cái hành trình mà chúng ta chinh phục những cái mục tiêu của mình. Chứ bây giờ các anh chị hình dung mình không có biết mình mong muốn điều gì hết, cái mình bơi ra đằng kia, mình cứ chạy chỗ này mình đụng chỗ kia, mình chạy chỗ này mình đụng chỗ kia, thì cái cuộc đời mình nó tán vào đâu thì hay đó, tán vào đâu thì hay đó, thì nó không ok các anh chị ha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tương tác với mình ha. Yes, ok, rất tuyệt vời. Rồi, thì anh chị em biết á, ví dụ như là các anh chị á, thì trong ngày hôm nay trở đi nha, thì chúng ta cùng với nhau đi qua cái ba bước gọi là để mà mình có cho mình cái sự thay đổi nó bền vững các anh chị. Đầu tiên là anh chị em chúng ta đánh thức các con người phi thường bên trong của mình các anh chị ha. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì My sẽ chia sẻ cho anh chị em chúng ta một cái yếu tố gọi là rất là quan trọng. Đó là gì? Để mà mình thiết lập lên cái mục tiêu của mình. Đó chính là thiết lập mục tiêu các anh chị ha. Và chúng ta cần phải đặt ra những cái mục tiêu cho mình. Tại sao mà chúng ta cần phải có mục tiêu cho mình các anh chị biết mà. Anh chị nào biết mình có thể là comment giúp cho My được không ạ? Tại sao chúng ta cần phải có những cái mục tiêu? Và tại sao mục tiêu nó lại quan trọng đến như vậy? Các anh chị ha. Đó. Thì mình chia sẻ cho anh chị nha. Thì có một cái quy luật như thế này. Đó là trong cuộc sống của chúng ta nha. Tất cả mọi thứ nó đều diễn ra hai lần. Một lần là bên trong đầu của mình. Và thứ hai là bên ngoài thực tế. Được không các anh chị? Và cái gì mà nó có trong đầu các anh chị thì nó sẽ có trên tay các anh chị. Các anh chị ha. Và để mà cho chuẩn bị cho một cái tháng 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 1 năm 2024 này, hoặc là chuẩn bị cho một cái năm 2024 này, nó tuyệt vời hơn, nó hạnh phúc hơn, nó suôn sẻ hơn, nó may mắn hơn. Đó. Thì anh chị em chúng ta sẽ được My chia sẻ một cái bộ công thức để mà giúp cho anh chúng ta thiết lập lại cho mình cái mục tiêu gọi là 30 ngày. Anh chị ha. Đó, mục tiêu 30 ngày. Và anh chị phải biết rằng là trong 30 ngày sắp tới này, cái điều anh chị mong muốn là gì? Mình phải biết được rõ nó bên trong tâm trí của mình rồi các anh chị. Và sau đó là mình bắt đầu mình hành động ở bên ngoài, thì các anh chị sẽ đạt được nó rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Hồi trước khi mà My chưa biết đến bộ công thức này các anh chị, My thường cũng thường đặt ra cho mình những cái mục tiêu, nhưng mà xong rồi sao ạ? Xong rồi mình không có hoàn thành nó các anh chị, thường xuyên luôn đó. Và cứ 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 đầu năm nha, My cũng đặt ra những cái mục tiêu cho mình. Có thói quen vậy là hồi xưa mình cũng bắt đầu là đầu năm Tết là mình ghi xuống cho mình những cái mục tiêu đó, nhưng mà mình ghi xong rồi mình không có đạt được các anh chị, mình không có đạt được đó. Những cái điều mà mình mong muốn á, thì mình viết xuống, thì cũng đó gọi là cái thói quen của mình các anh chị. Cứ đầu năm là mình đặt ra những mục tiêu, xong rồi đến cuối năm mình cũng không có đạt được mục tiêu nào hết đó. Và cho đến khi mà bị tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì có rất là nhiều các kiến thức mà đã giúp cho My đạt được những mục tiêu đó, và My rất là biết ơn người thầy của mình, đó là từ Việt Nam Xanh, đã giúp đỡ cho My rất nhiều mà để My có được My như ngày hôm nay các anh chị đó. Thì và My cũng rất là biết ơn cái người nhóm trưởng của mình, cũng như là đồng đội của mình các anh chị, những anh chị em trong câu lạc bộ đã hỗ trợ cho My rất là nhiều, khi mà My được ngồi ở tại đây các anh chị mà để chia sẻ cho anh chị chúng ta ha. Đó, thì các anh chị biết rằng á, bằng cái cách trả ơn thì là gì? Một cách trả ơn nghiêm túc nhất là mình hãy ứng dụng thành công cái bộ công thức đó, và mình chia sẻ, mình giúp đỡ lại cho nhiều anh chị em khác, để mà những anh chị em đó cũng có thể là mình ứng dụng thành công, đạt được những cái mục tiêu giống như là mình đã đạt được. Và ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh chị chúng ta với cái mong muốn rằng là anh chị em chúng ta cũng đạt được những cái mục tiêu mà cái quá trình hành trình mình đã đi qua các anh chị ha. Đó, khi mà anh chị em chúng ta biết được điều mà mong muốn rồi thì anh chị chúng ta viết ra những cái mục tiêu cho mình, và trên cái hành trình đó mình sẽ giúp cho anh chị chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà anh chị đã đặt ra.
thì có một cái bộ công thức như thế này thì nó sẽ khác hơn cái bộ công thức bình thường các anh chị. Có nghĩa là bình thường là các anh chị, những cái bộ công thức mà anh chị thường thông thường mà anh chị sử dụng á thì nó sẽ khác hơn chút xíu. Có là nghĩa là ví dụ như là bây giờ nè ví dụ như là anh chị là mong muốn cái này, tôi mong muốn cái kia, nói như vậy thôi, nhưng mà chị mong muốn thôi các anh chị, mà có anh chị có đạt được không? Không, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị ta một cái cách mà thiết lập mục tiêu nó thông minh hơn, gọi là mục tiêu thông minh, gọi là mục tiêu SMART goal các anh chị ha. Đó, nếu như mà anh chị em chúng ta có thể là nghiên cứu về những triệu phú, những tỷ phú hoặc là tỷ phú Anthony Robbins đó, thì các anh chị sẽ biết cái bộ công thức này là cái bộ công thức thiết lập mục tiêu của tỷ phú Anthony Robbins các anh chị ha. Và khi mà các anh chị để mà và trong cái quá trình này á, mình sẽ giúp cho anh chị em chúng ta khai phá được cái con người bên trong của mình ra các anh chị, là anh chị em chúng ta tận dụng được tất cả những quy luật của vũ trụ để anh chị ạ. Để mà khi các anh chị tận dụng cái nguồn năng lượng của vũ trụ á, thì vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp cho anh chị em ta hoàn thành những cái mục tiêu đó các anh chị ha. Và dựa trên cái bộ công thức mà mình hướng dẫn về cái cách mà thiết lập mục tiêu này cho các anh chị ha, và các anh chị sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình nó rất là dễ dàng. Và nếu như mà chúng ta biết kết hợp giữa cái việc mà mục tiêu này và các anh chị sẽ được cái sự hậu thuẫn của vũ trụ nữa, thì các anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu này, cái kết quả này rất là nhanh, nhanh hơn so với bình thường các anh chị. Bởi vì bản thân của mi giống như là mi ngày xưa các anh chị, thì các anh chị cũng đã mi cũng đã chia sẻ những câu chuyện thành công của mình rồi đó, thì các anh chị cũng biết là khá là nhanh đúng không, trong vòng là gần 1 năm thôi mà mi có rất là nhiều vô cùng tuyệt nhiều cái thành tựu vô cùng tuyệt vời luôn. Vậy thì nếu như mà nó nhanh như vậy thì tất nhiên cái bộ công thức này nó phải đúng, nó phải chuẩn, nó phải đúng, nó phải chỉnh, đúng không ạ? Cho nên là cái bộ công thức này nó không, ví dụ như là những cái bộ công thức trước của anh chị á, anh chị em chúng ta có thể là không đạt được, đó là cái chuyện bình thường đó, nhưng mà bây giờ á, cái bộ công thức này không thể nào mà anh chị đạt không đạt được khi mà anh chị em chúng ta học tập một cách nó nghiêm túc ha, nó đạt được nó rất là dễ dàng đó các anh chị ha, rất là dễ dàng đó. Cho nên là các anh chị thấy rằng là những cái câu chuyện mà mình chia sẻ qua nó đều rất là thực tế, và những cái thành tựu mà mình đạt được nó rất là nhanh các anh chị, khi mà anh chị em chúng ta tập trung hết cái khả năng của mình, tập trung vào cái thân, cái tâm, cái trí của mình các anh chị, thì anh chị em chúng ta sẽ có được cái kết quả nó rất là tuyệt vời ha. Đó, cho nên á thì nó sẽ hơi khác thường một chút xíu đó các anh chị ha, các anh chị ghi lại nha. Cho nên là nó sẽ giúp cho mình có được kết quả như vậy, thì là cái bộ công thức này nó hơi đặc biệt một chút, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà chúng ta. Và bao nhiêu anh chị em chúng ta cảm thấy rằng là mình rất là hào hứng với cái ngày hôm nay, các anh chị có thể là comment tôi giúp cho mình được không ạ? Rồi, ok ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, vậy thì trong cái công thức mà thiết lập mục tiêu ngày hôm nay á, mình chia sẻ cho anh chị đó là thiết lập mục tiêu thông minh SMART goal ha. Đây là bộ công thức của tỷ phú Anthony Robbins, và ông ấy cũng sử dụng luật hấp dẫn rất là đỉnh các anh chị. Nhưng mà nếu như mà xíu nữa mình sẽ phân tích và mình sẽ chia sẻ cho anh chị ta thấy rằng là trong đó toàn là luật hấp dẫn luôn các anh chị, toàn là sức mạnh tiềm thức thôi. Và những người thành công và giàu có nhất á, họ 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 đều hiểu rõ về cái điều này các anh chị. Cho nên là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đặt những cái mục tiêu cho cái tháng 1 năm 2024 này các anh chị ha, đúng không? Cho nên á, tại sao mà 1 năm vừa qua anh chị em chúng ta không đạt được những cái mục tiêu cho mình, thì ngày ngày hôm nay bắt đầu anh chị em chúng ta phải nghiêm túc với cuộc đời của mình các anh chị. Anh chị nghiêm túc với cuộc đời của mình ha, và anh chị viết xuống những cái mục tiêu giúp cho mình nha. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên đó là gì? Khi mà anh chị thiết lập mục tiêu theo cái công thức của tỷ phú á, thì nó sẽ rất là đặc biệt, nó rất là biệt, nó rất là chi tiết ha. Và My sẽ chia sẻ cho anh chị chúng ta những cái yếu tố đầu tiên khi mà mình thiết lập cái mục tiêu, thì mình phải có cái yếu tố là gì? Đầu tiên là mục tiêu của chúng ta phải đơn giản nè, rõ ràng và cụ thể và đo lường được. Đó là cái yếu tố thứ nhất khi mà anh chị chúng ta đặt ra những cái mục tiêu, nó phải đo lường được các anh chị. Mục tiêu nó phải đơn giản, nó phải cụ thể, đo lường được các anh chị ha. Các anh chị ghi xuống giúp cho My nha. Rồi, mình sẽ giải thích cho anh chị vì sao. Ví dụ như mà khi như thế này nè, khi mà anh chị chúng ta hỏi về một ai đó rằng là mục tiêu của anh chị là gì? Anh chị có muốn giàu không? Đúng không? Thì ai họ cũng sẽ trả lời rằng là muốn chứ, giàu mà, tại sao tôi không muốn? Cái ví dụ như là mình hỏi là bây giờ các anh chị có mong muốn nhiều tiền không? Đó, thì ai cũng trả lời là muốn chứ, tiền mà sao không mong muốn? Nhưng mà mới hỏi các anh chị nè, bao nhiêu tiền, bao nhiêu anh chị em ở đây chúng ta mong muốn là mình có nhiều tiền? Đó, anh chị comment tôi giúp cho mình được không ạ?
đúng không? Ai mà không muốn nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng mà nhiều tiền là bao nhiêu, bao nhiêu tiền mới gọi là được nhiều? Bây giờ mình ví dụ đi, 1.000 có được không các anh chị? 1.000 là 2 tờ 500 đồng cộng lại, hoặc là 5 tờ 200 cộng lại, có nhiều không? Trời ơi, nhiều quá chứ, 1.000 mà cũng nhiều được chứ đúng không? Đó, vậy thì có một số anh chị nói rằng là 1.000 ít quá, không có nhiều. Vậy thì cho mình bây giờ mới cho các anh chị 10.000 luôn, có đủ nhiều chưa? Gấp 10 lần 1.000, gấp 10 lần đó. Bởi vì sao? Bởi vì là trên số 2 thôi đã là trở thành số nhiều rồi. Cho nên các anh chị lưu ý cho mình ở đây, chúng ta cẩn thận với cái điều này. Khi mà mục tiêu của anh chị chẳng hạn ví dụ như là nói rằng là tôi muốn có nhiều tiền, vậy thì bao nhiêu tiền là nhiều? Anh chị em chúng ta cần phải rõ ràng các con số, các anh chị rõ ràng và đơn giản, rõ ràng cụ thể thì chúng ta sẽ đạt được. Mà khi á, nếu như mà chúng ta không có rõ ràng, đôi khi chúng ta đạt được rồi chúng ta cũng không biết luôn anh chị đó. Cho nên á, tại sao á các anh chị không biết rằng là khi mà mục tiêu của anh chị đạt rồi mà anh chị không biết? Bởi vì sao? Bởi vì anh chị mong muốn là nhiều tiền, nhưng mà nhiều tiền là bao nhiêu? Nhiều thì nó dễ lắm các anh chị. Ví dụ như bình thường các anh chị mỗi tháng là bây giờ các anh chị thu nhập là 10 triệu đi, đúng không? Và sau đó các anh chị nói rằng là anh chị muốn là nhiều tiền. Đó, thì cái nhiều tiền nó tăng lên ví dụ như là 11 triệu đi, hoặc là nó tăng lên 12 triệu đi. Vậy thì đủ nhiều chưa? Đủ nhiều chưa các anh chị? Nhiều rồi đấy chứ. Đó, cho nên là cái mục tiêu của anh chị nó cần phải rõ ràng, cụ thể và đo lường được. Thì anh chị phải có cái con số chính xác là bao nhiêu tiền. Đó, được không các anh chị? Chẳng hạn như là thu nhập của anh chị hiện tại là đang 20 triệu đi. Thì trong cái lúc mà các anh chị đang học với chương trình câu lạc bộ, anh chị học với My đi, anh chị không nghe nhầm đâu nha, My chia sẻ cái này anh chị không nghe nhầm đâu, là anh chị đặt lên giúp cho My là gấp đôi cái thu nhập của mình ở hiện tại. Ví dụ như bình thường thu nhập của anh chị là 20 triệu trong cái tháng 12 vừa rồi, thì trong cái tháng 1 năm 2024 này anh chị đặt gấp đôi lên giúp cho My là 40 triệu cho anh chị ha. Ví dụ như là những cái tháng trước á, thì trong cái năm trước á, thì My chia sẻ với anh chị ví dụ như là trung bình cộng của 2 tháng gần nhất đó. Nhưng mà bây giờ các anh chị tính vậy cho nó dễ luôn đi, mình đặt gấp đôi lên luôn đó, nghĩ lớn là các anh chị ha. Đó, ví dụ nha, sau khi mà anh chị đặt ra một cái mục tiêu nào đó, con số nó phải rõ ràng cụ thể được không ạ? Có nhiều người họ nói họ rằng như thế này các anh chị, là tôi rất là muốn giàu, vậy thì giàu có là như thế nào? Rất là muốn giàu có, vậy thì giàu có là như sao, thế nào các anh chị? Như thế nào được gọi là giàu có? Đơn giản cái giàu có như thế này, một số anh chị nói là rằng là gì, à mình, tại vì nó định nghĩa của nhiều người nó khác nhau, mình thấy nó rất là khác nhau, cho nên á định nghĩa của anh chị như thế nào gọi là giàu có. Ví dụ như thế này, có một người người ta nói là à mình có một chiếc ô tô đi đó, à mình có một căn nhà đi, mình có một cái thu nhập khoảng là 40 triệu 50 triệu, thì mình thấy cái điều đó đã là rất giàu đối với mình rồi đúng không ạ? À? Nhưng mà cũng có nhiều người người ta họ nói rằng các anh chị, à bây giờ là tôi chỉ cần một gia đình hạnh phúc thôi là tôi đã xem tôi là một người giàu rồi đó, đúng không? Tại vì cái định nghĩa cái từ giàu này là của nhiều người nó rất khác nhau. Vậy thì nếu như bây giờ mình đặt ra có một cái mục tiêu mà anh chị nói rằng là à, anh chị là người giàu có đó, giàu có ở đây, vậy thì các câu hỏi đặt ra giàu có theo cái định nghĩa của anh chị là như thế nào? Bởi vì tại sao mỗi người chúng ta sẽ có cái định nghĩa từ giàu nó khác nhau các anh chị ha, nó khác nhau đó. Hay là ví dụ như là chúng ta định nghĩa cái từ hạnh phúc đi đó, thì mỗi người ở đây chúng ta sẽ định nghĩa cái cụm từ hạnh phúc nó khác nhau, hoặc là cái cụm từ thành công đi nó cũng khác nhau. Nó không có một cái khuôn mẫu nào hết anh chị, nó gọi là nó không có một cái quy chuẩn nào hết, hay là bọn nó không có một cái khuôn phép nào hết. Cho nên tất cả anh chị chúng ta đều đây là những cái điều mà anh chị mong muốn nó rất là khác nhau đúng không ạ? Vậy thì mình cần phải hiểu được rằng là cái khái niệm của cái sự giàu có của anh chị là mong muốn là như thế nào, à thì được gọi là giàu, thì nó phải rõ ràng chi tiết cụ thể các anh chị, để mà khi mà các anh chị được khai phá cái con người phi thường bên trong của mình ra thì mình mới biết được các anh chị ha. Đó, và My sẽ giúp cho anh chị đạt được cái mục tiêu của mình và ứng dụng lời hấp dẫn để anh chị em chúng ta đạt được nó một cách nó rất là dễ dàng, hoàn thành nó một cách rất là dễ dàng nhanh chóng các anh chị ha. Nhưng mà cần phải có yếu tố rõ ràng cụ thể các anh chị ha. Vậy thì để mà anh chị ứng dụng lời hấp dẫn và khai phá được cái con người phi trường bên trong của mình á, thì có một điều anh chị cần phải hiểu là chúng ta giao tiếp với cái con người bên trong của chúng ta là sao, nó hưởng ứng theo hình ảnh và cảm xúc thôi các anh chị đó ha. Anh chị ghi lại giúp câu này cho mình nè, con người phi thường của anh trong bên trong của anh chị á, sức mạnh tiềm thức của anh chị á, nó hưởng ứng theo hình ảnh và cảm xúc các anh chị ha. Anh chị em chúng ta chỉ cần một hiểu một điều như vậy thôi, nó hưởng ứng theo hình ảnh và cảm xúc. À, bởi vì là tiềm thức của anh chị nó hưởng ứng thông qua cái hình ảnh nè, thông qua cái cảm xúc nè,
đó. Chứ bây giờ các anh chị nói rằng là tôi muốn nhiều tiền, tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn khỏe mạnh, tôi muốn có một cái ngôi nhà, tôi có một cái xe, tôi có một cái điện thoại, thì nó không có hiểu các anh chị, nó không có hiểu. À, nếu như mà bây giờ các anh chị mong muốn rằng là mình có một cái nhà, vậy thì cái nhà của anh chị mong muốn là như thế nào, nó phải bao nhiêu phòng, cái nhà của anh chị nó ra làm sao, bao nhiêu lầu, rồi bao nhiêu mét vuông, chiều ngang bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, nó nằm ở chỗ vị trí nào, và cái nhà của mình có cái màu gì, có sân vườn như thế nào, hay là có cổng ngõ hay là không đó, rồi nội thất bên trong nó như thế nào, thì mình phải có được cái hình ảnh nó chỉnh chuẩn chỉnh như vậy các anh chị ha. Đó, hay là anh chị mong muốn rằng là tôi có một chiếc xe, vậy thì xe của anh chị thì có rất là nhiều loại xe, xe đạp cũng là xe, xe máy cũng là xe, xe mô tô cũng là xe, xe ô tô cũng là xe, đúng không? Đó, có rất là nhiều loại xe luôn. Vậy thì cái điều mà anh chị mong muốn có chiếc xe thôi thì sao, ví dụ như là một ngày đẹp trời đi, có một người hàng xóm nào đó, người ta qua, người ta à còn dư chiếc xe đạp cái gì, người ta kêu ui tôi cho bà nè, đó là đạt được luôn, đạt được rồi đó, đạt được chiếc xe đạp luôn. Cho nên á, cái điều mong muốn của anh chị chiếc xe thì nó phải đúng là chiếc xe của anh chị là như thế nào, à chứ không phải là cái chiếc xe là chiếc xe đạp. Ví dụ như là anh chị phải rõ ràng cụ thể ra, ví dụ chiếc xe máy đi, là chiếc xe máy đó là như thế nào, nó màu gì, nó hiệu gì, nó bao nhiêu tiền đó, đúng không? Nó phải rõ ràng anh chị, rõ ràng cái điều mà anh chị mong muốn. Ví dụ là anh chị em chúng ta mong muốn là bây giờ muốn có một chiếc xe đi, vậy thì bây giờ anh chị thích một chiếc xe, ví dụ như là chiếc xe anh chị thích là C300 AMG đi, à, ví dụ như là màu đen đi, và trị giá nó là 2 tỷ đồng chẳng hạn vậy, thì anh chị phải rõ ràng cụ thể ra cái điều mà mình mong muốn anh chị, nó phải rõ ràng cụ thể. Hoặc là anh chị mong muốn là chiếc Lamborghini đi, à, màu xanh chẳng hạn, nó phải rõ ràng cụ thể ra thì tin tức mình mới hiểu được. Chứ bây giờ anh chị mong muốn là tôi có một chiếc xe mà không biết xe là xe như thế nào, xe đạp cũng là xe mà, đó phải rõ ràng cụ thể chi tiết và đo lường được anh chị ha. Đó, cho nên là các anh chị á là phải rõ ràng cái điều đó ha. Và bao nhiêu trong số anh chị chúng ta hình dung được đến đây rồi, anh chị có thể là comment giúp cho mình là số 2 được không ạ? À? Và đối với cái mục tiêu tài chính nó cũng như vậy anh chị ha, chúng ta nhân đôi lên gấp 2 lần. Vậy thì sao, vậy thì lúc trước á, tháng trước, tháng vừa rồi đi, à, năm 2023 đi, anh chị em chúng ta có cái thu nhập là 20 triệu. Bây giờ anh chị em đặt mục tiêu cho mình là 40 triệu đặt lên ha. À, đặt lên 40 triệu. Ví dụ như là anh chị em ta có 40 triệu thì anh chị em ta đặt lên 80 triệu. Nếu như mà anh chị em ta có 50 triệu, anh chị em ta đặt lên 100 triệu. Có 400 đặt lên 800, có 500 đặt lên 1 tỷ. Đó, cứ đặt đặt nhân đôi lên, nhân gấp đôi lên các anh chị ha. Đó. Rồi, mình sẽ chia sẻ cái làm sao mà anh chị đạt được cái điều đó ha. Bởi vì là bên trong tiềm thức của anh chị á, nó chỉ hưởng ứng theo cái hình ảnh cảm xúc và mục tiêu nó rõ ràng. À, và để gọi là các anh chị mà chạm được cái con người phi thường bên trong của mình á thì sao, nó phải hưởng ứng theo cảm xúc đó. Ví dụ như là cái điều anh chị thích đi, anh chị thích bây giờ mi nói ví dụ vậy nè, anh chị thích cái xe đi đó, thì hoặc là những cái chuyến du lịch chẳng hạn, các anh chị lên Google anh chị search ra, cái hình mẫu của chiếc xe mà anh chị thích á, và anh chị download nó về, đó là cái bước đầu tiên mà dành cho anh chúng ta đang muốn sở hữu nè, à, xe nè ha. Đó, mình download nó về, đó mình xem cái chiếc xe đó có phải là cái giống với cái chiếc xe mà mình thích không, mình download nó về, mình dán vô cái bản tầm nhìn của mình anh chị, mình dán vô trong bất kỳ là trong cái ngôi nhà của anh chị chỗ nào cũng được hết, anh chị cứ dán vô và anh chị nhìn mỗi ngày. Tại vì sao, não của chúng ta nè, mắt của chúng ta nè, nó thông qua cái cách mà chúng ta nhìn và nó sẽ in sâu vào trong cái bộ não của chúng ta luôn, và khi mà tiềm thức của anh chị nó hiểu và nó định dạng được và nó nhớ được thì nó sẽ thực thi cái điều đó các anh chị. Không biết là bằng cách nào, nó có thể là kết nối cho anh chị ta những cơ hội, những cái nguồn lực, những quý nhân, những cái công việc mới để giúp cho anh chị ta mà có một cái thu nhập, cái thu nhập mới để giúp cho anh chị ta đạt được cái điều đó. Thông qua đâu thì anh chị không cần phải đặt lý do là thông qua đâu, mình chỉ việc là rõ ràng cái điều mình mong muốn và mình có thể là mình viết xuống cuốn tập cho mình, rồi sau đó mình in ra nó ra cái hình ảnh và mình dán lên cái bản tầm nhìn của mình các anh chị ha. Mình phải đặt nó ra cái bằng cái hình ảnh các anh chị ha. Đó là cái yếu tố thứ hai. Đầu tiên là anh chị em chúng ta cần phải rõ ràng, cụ thể và đo lường được. Đó. À, chứ không có nói chung chung. Ví dụ như là bây giờ anh chị em chúng ta mong muốn là mình có nhiều tiền. Thì nhiều tiền của anh chị là bao nhiêu? Một tháng có thể là thu nhập bao nhiêu? 10 triệu, 20 triệu hay là 50 triệu? Rõ ràng cái mục tiêu của mình ra. Rõ ràng cái điều mà anh chị mong muốn ra. Đó. Đúng không ạ? Cái con số nó phải rõ ràng. Tiếp theo nữa là cái yếu tố thứ hai,
khi mà anh chị em ta đặt ra mục tiêu, anh chị em ta phải đáp ứng cho My giúp cái để mà đạt được cái mục tiêu đó, thì là đáp ứng cho mấy cái điều nào, nó phải có ý nghĩa như thế nào với anh chị. Ví dụ như là anh chị em ta đặt ra cái mục tiêu tài chính đi, tháng này là tháng anh chị đạt được 50 triệu, 100 triệu đi, thì nó phải có ý nghĩa như thế nào. Có thể là anh chị dùng số tiền này làm gì, đầu tư gia tăng tài sản, hoặc là anh chị có thể là dùng cái số tiền này về cho ba mẹ mình tiêu Tết hay là gì đó, nó phải có ý nghĩa các anh chị. Nếu như mà nó không có ý nghĩa thì nó sẽ không có cảm xúc gì với các anh chị hết, và tiềm thức của chúng ta thì hưởng ứng theo cảm xúc và hình ảnh. Nếu như mà bây giờ không biết cái ý nghĩa thì làm sao mà nó đạt được, thì nó phải biết được cái ý nghĩa, và chúng ta phải biết được cái lý do mà chúng ta mong muốn đạt được cái mục tiêu đó là như thế nào, tại sao chúng ta lại mong muốn đạt được cái mục tiêu đó. Nó phải có cho anh chị một cái lý do đó các anh chị ha. Mình phải biết được rằng là mong muốn trong cái tháng 1 này mình đạt được cái mục tiêu đó là gấp đôi lợi nhuận đi. Anh chị cần biết là mình nó có cái ý nghĩa như thế nào các anh chị, khi mà anh chị mong muốn gia tăng cái thu nhập của mình lên các anh chị ha. Rồi, tiếp theo nữa thì anh chị đọc giúp cho My là gấp đôi lên ha. Đó, ví dụ như là cái mục tiêu đó là nó có thể giúp cho anh chị là lo cho tiền cho con học nó tốt hơn nè, hoặc đầu tư gia tăng tài sản nè, hoặc là Tết này là một cái Tết nó vui vẻ hơn, nó ấm cúng hơn. Đó, thì cái khoản tiền đó có thể là mình cho ba mẹ mình ngày Tết. Đó, thì nó phải có cái cảm xúc. Và khi mà nó có cảm xúc là hạnh phúc á, thì anh chị rất là muốn, anh chị rất là thích, và tiềm thức của anh chị nó rất là thích cái điều đó. Khi mà anh chị em chúng ta có cái cảm xúc và là hạnh phúc anh chị. Ví dụ như bây giờ mình đạt được số tiền đó, mình về mình cho ba mẹ mình đi, mình cảm thấy hạnh phúc không? Cái Tết năm nay là một cái Tết dư dả, một cái Tết đủ đầy. Đó, thì nó sẽ sung túc không? Thì ngôi nhà của mình nó sẽ được vui đúng không? Thì mình sẽ có được những cái nụ cười, nó hạnh phúc. Đó, thì cái cảm xúc của mình phải biết được cái ý nghĩa mà khi mình đạt được cái mục tiêu mà cái số tiền đó mình đặt ra là như thế nào. Nó phải có cảm xúc. Đó ha. Anh chị chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu là phải biết được cái lý do tại sao mà mình cần được cái mục tiêu đó. Và khi mà chúng ta giống như là anh chị em chúng ta đang đặt hàng vũ trụ các anh chị, viết ra những mục tiêu cho mình, rồi là giống như là anh chị đang trò chuyện với vũ trụ của mình á, giống như là mình đang tâm sự với vũ trụ anh chị, mình phải tâm sự, mình thỏ thỉ là và vũ trụ sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái mục tiêu mà anh chị đạt được là gì đó. Mình ví dụ bây giờ các anh chị gặp một ai đó đi, anh chị em chúng ta mong muốn là có người đó là giúp các anh chị cái điều gì đó đi, nhưng mà bây giờ anh chị nói là ơi chị ơi chị ơi em đang cần này, giúp cho em với, em giận em giúp em cần lắm, giúp cho em với, giúp cho em với. Anh chị nói vậy là người ta có giúp cho anh chị không? Người ta phải biết được anh chị cần là anh chị đang cần cái gì đó, đó kiểu kiểu vậy đó. Chứ bây giờ cứ kêu người ta giúp mà không biết giúp cái gì, không biết cái lý do người ta giúp anh chị để làm gì đó, thì làm sao mà anh chị đạt được cái điều anh chị mong muốn. Cho nên á, nó phải rõ ràng, nó phải cụ thể đó. Và anh chị hình dung vũ trụ của chúng ta giống như là một người bạn, giống như là một người cha, người mẹ, hoặc là người gì đó, một người bạn. Và anh chị cứ tâm sự thỏa thể, phải rõ ràng cái mục tiêu anh chị mong muốn ra ha. Đó, chứ không phải là anh chị nói chung chung được, nó cần phải có rõ ràng đó. Cho nên là nó anh chị đặt ra mục tiêu nào đó nó phải rõ ràng anh chị ha. Cần với con số rõ ràng cụ thể và đo lường được ha. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố tiếp theo nè, ví dụ như bây giờ ví dụ nè, ví dụ nha, nếu như mà anh chị đưa ra một cái mục tiêu á mà anh chị không có rõ ràng, thì hình dung như vậy nha. Nếu như anh chị nhờ một người bạn của mình đi đi mua cho anh chị một cái ổ cắm điện đi, xong rồi các anh chị đi mua, bạn của anh chị đi mua cái ổ cắm điện, đi lại chỗ đó mua, thì anh chị thích cái ổ cắm điện là như cái kiểu là ba cháu ba 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 ổ cắm đi, mà bạn của anh chị đi vô mua cái ổ cắm mà hai ổ cắm, thì không có đúng cái anh chị thích. Mà bây giờ anh chị có cái hình ảnh đúng không, anh chị đưa ra cho bạn anh chị, cái bạn anh chị đi qua đó mua đúng y cái ổ cắm mà ba cái ổ cắm mà ba có ba cái lỗ cắm đó, thì nó đúng ý anh chị đúng không? Nên nó rất là dễ, nó rất là dễ hiểu luôn đó. Cho nên là tiềm thức của chúng ta hoặc là vũ trụ chúng ta hưởng ứng theo cảm xúc và hình ảnh, nó phải có hình ảnh rõ ràng cụ thể, mục tiêu rõ ràng cụ thể đo lường được đó, và nó phải có hình ảnh rõ ràng cụ thể các anh chị ha. Anh chị không có nói chung chung được, mong muốn là bao nhiêu tiền thì nó phải rõ ràng đó. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu hay là 1 tỷ. Nó phải rõ ràng cụ thể các anh chị ha. Chứ mình không nói chung chung được nhiều tiền là bao nhiêu. Đó, rồi cái điều anh chị mong muốn nó có ý nghĩa như thế nào với anh chị. Đó, tiếp theo nữa là gì ạ? Là khi á, mà anh chị đạt được cái mục tiêu đó thì sao? Mình khi mà mình sống như thể đã đạt được rồi các chị. Mình phải sống như thể đã đạt được rồi nha. Đó, đó là cái cách mà anh chị em chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình biết được cái điều mà mình mong muốn, rồi xong rồi là
mình rõ ràng mục tiêu của anh chị rõ ràng cụ thể, rồi anh chị in hình ảnh ra, và tiếp theo là anh chị sống như thể đã đạt được rồi. Có nghĩa rằng là cái mục tiêu đó là giống như là mình đã có nó rồi, trong cái trạng thái là đã có nó rồi, tôi đang, tôi sở hữu, tôi là ở thì hiện tại, chứ không phải là cái điều mà anh chị mong muốn hay là cái điều anh chị hy vọng có. Và đa số là tất cả những anh chị ta ứng dụng thành công là bị vướng ở chỗ này các anh chị, mình chưa thể sống như thể đã đạt được rồi. Và khi mà anh chị sống như thể đã đạt được rồi thì tiềm thức của anh chị nó mới hưởng ứng, và nó sẽ hưởng ứng qua cái hình ảnh và cảm xúc, và sau đó thì nó sẽ đi kết nối những nguồn lực, những con người, những cơ hội, những quý nhân, có thể là những công việc mới, có thể là những đối tác mới, có thể là những cái cơ hội giúp cho anh chị gia tăng cái tài sản, có thể là giúp cho anh chị có những cái công việc kinh doanh mới, anh chị phát triển cái tài sản của anh chị lên, phát triển cái lợi nhuận của anh chị lên, để anh chị đạt được cái điều đó, hưởng ứng theo cái cách đó. Và tiềm thức kết nối như thế nào thì mình không cần phải đặt lý do các anh chị, mình không cần đặt lý do như thế nào hết, mình chỉ việc là đưa ra mục tiêu và tiềm thức của anh chị sẽ làm gì hết anh chị ha. Đó là cái điều rất là hay, tại vì sao, bên trong của anh chị có một cái thằng đằng à, cái đèn thần giống như là trong cái bộ phim Aladdin và cái đèn thần đó các anh chị đó. Cái đèn thần luôn hỏi là bây giờ là chủ nhân mong muốn điều gì, và bên trong của mình nó cũng vậy các anh chị, nó luôn luôn hỏi mình là mình mong muốn điều gì. Nếu như anh chị suy nghĩ cái điều gì là cái điều đó anh chị mong muốn, là mình cứ viết xuống, viết xuống, viết xuống, đừng có giới hạn cái suy nghĩ của mình các anh chị. Đầu tiên là chúng ta phải có trong suy nghĩ nè, chúng ta phải khao khát nè, chúng ta có trong suy nghĩ thì chúng ta mới dám làm. Bây giờ là cái việc anh chị nghĩ anh chị còn không dám nghĩ thì anh chị làm sao làm được đây đó. Chúng ta phải suy nghĩ, và suy nghĩ lớn lên các anh chị, suy nghĩ lớn lên. Khi mà các anh chị suy nghĩ lớn anh chị sẽ có con đường đó, đúng không các anh chị? Đó, cho nên là mình không có giới hạn suy nghĩ của mình ha. Đó, còn nếu như mà có mục tiêu của anh chị nè, nếu như mà nó không có cái ý nghĩa, anh chị không có nói ra, anh chị không có viết xuống, rồi anh chị không có ra quyết định, anh chị không có đưa ra những cái lựa chọn cho cái lý do đó, tại sao là mình mong muốn có được cái số tiền đó, thì nó sẽ không có gọi là nó không có xứng đáng, hay là không xứng đáng với những cái mục tiêu của anh chị đặt ra đó. Thì anh chị không có biết lý do mà tại sao anh chị đạt được, thì đó chỉ là một cái mục tiêu bốc đồng thôi các anh chị. Thường á thì anh chị sẽ không làm, nếu như mà mình đưa ra nó không có thời gian rõ ràng cụ thể á, thì thường thì mình sẽ không có cái thời gian rõ ràng cụ thể thì mình sẽ không có làm với anh chị đó. Cho nên là mình cần phải có cái mục tiêu nó chắc chắn hơn đó, đúng không ạ? Nó chắc chắn hơn, cho nên á là khi mà anh chị đặt ra mục tiêu thì anh chị cảm thấy là mình hào hứng cái điều đó các anh chị, mình cảm thấy vui với cái điều đó, và khi mình thức dậy á là mình sẽ làm việc nó rất là bên trong của mình, nó rất là hào hứng, nó rất là vui, nó rất là tràn đầy năng lượng luôn. Và chính những cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta trong cái trạng thái là hạnh phúc, và cái cảm xúc đó cái cảm xúc hạnh phúc đó thì nó chạm vào bên cái con người bên trong của anh chị. Và khi mà anh chị chúng ta có cái cảm xúc hạnh phúc rồi thì tiềm thức nó sẽ tìm đủ mọi cách, tìm đủ con đường đó để cho anh chị em chúng ta thực thi cái điều đó ra cuộc sống của anh chị. Đó là theo quy luật của bộ não con người đó các anh chị. Mục tiêu của anh chị em chúng ta biết được cái lý do tại sao mình mong muốn đạt được rồi, khi mà nó có nguồn lực thì anh chị em chúng ta là có một cái nguồn gọi là động lực các anh chị, giúp cho anh chị em ta có vượt qua hết tất cả những cái thử thách đó, có thể là dễ dàng, có thể là không dễ dàng, có thể là thuận lợi, có thể là không thuận lợi đó, để mà mình vượt qua hết tất cả mọi thứ đó, là để mà mình đạt lên cái mục tiêu của mình các anh chị ha. Thì nó anh chị em chúng ta sẽ vượt qua và mình sẽ đạt được nó rất là dễ dàng đó. Cho nên á tại sao là tất cả những anh chị em chúng ta mà khi mà ứng dụng hấp dẫn là phải biết được cái điều anh chị mong muốn là gì ha. Rồi, đó là mình chia sẻ cái lý thuyết nha. Rồi, thực tế là anh chị chia sẻ lý thuyết xong rồi là thực tế là anh chị em ứng dụng luôn. Ngay sau cái buổi Zoom này, các anh chị hãy ngồi xuống và viết ra cho mình những cái mục tiêu đó đạt được. Mục tiêu của anh chị có thể là bất khả thi chút xíu nhưng mà nó không được phi thực tế. Có nghĩa rằng là ví dụ như là nó hơi bất khả thi là như thế này nè. Bất khả thi một chút là ví dụ như là cái mục tiêu của anh chị hiện tại là thu nhập của anh chị đang là 20 triệu. Anh chị chúng ta đặt lên gấp đôi giúp cho mình là 40 triệu. Thì anh chị thấy nó hơi cao đúng không ạ? Nó hơi cao đúng không ạ? Nhưng mà không sao, không sao nha. Nếu như mà anh chị chúng ta tập trung, anh chị chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Đó. Còn ví dụ như là hiện tại là thu nhập của anh chị là 30 triệu đi. Bây giờ anh chị đặt lên 31 triệu đi. Đặt một xíu vậy thôi, đặt một chi. À, có 30 triệu rồi anh chị làm ráng thêm xíu nữa là được 31 triệu rồi. Anh chị đâu cần chi phải sử dụng luật hấp dẫn, anh chị cần chi phải đánh thức con người phi thường bên trong của mình. Đó. Làm gì đúng không? Anh chị phải đặt ra cái mục tiêu mà nó hơi bất khả thi một chút nhưng mà nó không được phi thực tế, không được phi thực tế anh chị ha. Đó, khi đó thì anh chị sẽ khai phá được cái con người bên trong của mình, con người tiềm ẩn bên trong của mình, khai phá nó ra
để mà nó giúp cho anh chị em chúng ta đạt được những cái điều đó. Đó, đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin các anh chị ha. Đặt cái mục tiêu xuống, chúng ta phải có niềm tin. Nếu như mà anh chị không có niềm tin, anh chị không có khai phá được cái con người bên trong của anh chị. Và khi mà mục tiêu của anh chị mà anh chị không có niềm tin là cảm giác là mình sai thấy sao nó cao quá, thì cái khả năng của anh chị là có thể là không có đạt được, thường sẽ bị mất niềm tin. Đó, có nghĩa là mình bắt khả thi là phi phi thực tế, có nghĩa là gì, như thế này nè. Ví dụ như là lợi nhuận của anh chị 20 triệu một tháng này, trong tháng này, tháng vừa rồi, mà anh chị đặt lên cái tháng này là 100 triệu thì nó hơi phi thực tế, nó không có đúng thực tế các anh chị. Nó phải đúng chuẩn chỉnh bộ công thức. À, chứ không có ở đâu ra mà đang 20 triệu đặt lên 100 triệu ở đâu ra có. Đúng không? Đó, cho nên là khi mà anh chị đặt cao quá, anh chị là không làm được, anh chị sẽ mất niềm tin. Và khi anh chị mất niềm tin thì anh chị sẽ không tin vào cái bộ công thức. Đó, cho nhưng mà cái bộ công thức thì nó không phải là nó không đúng, mà do anh chị ứng dụng nó không có đúng. Không có đúng anh chị ha, thì chúng ta cần phải hướng dẫn chị, My phải hướng dẫn cho anh chị một kỹ để mà anh chị chúng ta có thể là mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình để mà mình đạt được những cái điều mà anh chị mong muốn ha. Chứ bây giờ ví dụ như là mục tiêu của anh chị là anh chị có 30 triệu rồi, thì anh chị đặt lên 31 triệu thôi thì nó quá là bình thường rồi, không cần gì anh chị đạt, không cần gì anh chị phải đặt mục tiêu, không cần gì anh chị phải đi sử dụng hấp dẫn đó, anh chị chỉ cần làm ráng thêm một chút nữa là nó đã đạt được 31 triệu rồi. Đó, thật tế nha, có những anh chị đặt lên, đặt cái mục tiêu lên gấp đôi, nhưng mà có khi mà đạt được gấp 3, gấp 5, thậm chí là gấp 7 lần, thậm chí là gấp 10 lần luôn, là rất là bình thường, rất là bình thường anh chị đó ha, rất là bình thường. Cho nên là anh chị em chúng ta tin tưởng vào cái bộ công thức của câu lạc bộ, mình có thể làm được hết anh chị, mình có thể ứng dụng được hết đó. Cho nên là quan trọng là anh chị em chúng ta có mục tiêu cho mình rồi, xong rồi là mình bắt đầu là mình có một cái hành động mới nha. Ví dụ nè, từ trước đến giờ anh chị không có đọc sách đúng không, thì ngày hôm nay anh chị bắt đầu đọc sách. Từ trước đến giờ anh chị em chúng ta không có phát triển bản thân, thì ngày hôm nay anh chị em ta bắt đầu phát triển bản thân. Từ trước đến giờ anh chị em chúng ta không có nghe Thơ Mi, thì bắt đầu từ ngày hôm nay anh chị em chúng ta nghe Thơ Mi. Từ trước đến giờ anh chị em ta không dậy sớm, thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta dậy sớm các anh chị ha. Chúng ta cần phải có những cái hành động mới đó, những cái hành động mới các anh chị ha. Cho nên á là nó rất là quan trọng đó, đó là cái mục tiêu của mình các anh chị ha. Đó, mục tiêu anh chị cần phải rõ ràng cụ thể đo lường được rồi ha. Anh chị đã nắm rõ được chỗ này chưa ạ? À, bao nhiêu anh chị em chúng ta thấy là mình rõ rồi, mình có thể là comment tôi rõ giúp cho mình được không ạ? À, ok, mục tiêu là nó hơi bất khả thi một chút nha, nhưng mà nó không được phi thực tế ha, nó không được phi thực tế các anh chị ha. Đó, phi thực tế có nghĩa là ví dụ này nè, có một người họ đang có cái thu nhập là mỗi tháng 10 triệu đi. Cái bây giờ người ta đặt lên là trong vòng 30 ngày tới đi, người ta đặt lên là tôi có 1 tỷ, tôi có 2 tỷ trong vòng 30 ngày tới. Thì nó không có đúng, không có đúng một công thức anh chị. Cho dù là anh chị có khai phá con người bên trong, anh chị có em chúng ta có ứng dụng lực hấp dẫn cỡ nào nó cũng không có đạt được. Tại vì nó không có không không có đạt được đâu. Đó, tại vì là khi mà anh chị không có đạt được thì sao, anh chị sẽ mất cái niềm tin. Đó, đặt mục tiêu nó phải thuận theo những quy luật của tự nhiên. Đó, chứ không phải là mình chia sẻ là một cách là nó không có thực tế anh chị. Nếu như mà chia sẻ cho anh chị em ta mà anh chị em ta ứng dụng nó không thực tế thì nó hỏng hết đó, nó hỏng hết thì nó anh chị không đạt được thì anh chị sẽ mất niềm tin đó. Cho nên là mục tiêu là nó hơi bất khả thi, nhưng mà nó không được phi thực tế với cái khả năng của mình, trong cái khả năng mình có thể làm được các anh chị ha. Đó là cái yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố mục tiêu này á, khi mà anh chị đặt ra mục tiêu cho mình á thì phải có ý nghĩa, anh chị phải biết được cái lý do tại sao anh chị cần phải đạt được cái mục tiêu đó, được không ạ? Đó, cho nên á là bí kíp thì ở đây rồi, đúng không? Tiếp theo nữa là những cái bí kíp mà giúp cho anh chị chúng ta đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống là gì? Anh chị cần phải chịu trách nhiệm 100% cho những mục tiêu mình đặt ra. À, mục tiêu mình đặt ra mình cần phải phải chịu trách nhiệm 100% các anh chị. Đó. Vậy chịu trách nhiệm 100% là gì? Là anh chị em chúng ta chịu trách nhiệm 100%, không có biện minh, không có bao biện, không có đổ lỗi, không có oán trách, không có gì hết. Đó, thì đó là cái hành trình mà anh chị em ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình. À, những điều rất là tuyệt vời, những điều rất là thuận lợi. Và song song đó là những điều thuận lợi là gì? Những điều thuận lợi cho anh chị thì anh chị em chúng ta cần phải chịu trách nhiệm 100% các anh chị ha. À, không cho phép bất kỳ một cái điều không thuận lợi nào mà để làm cho mình không đạt được mục tiêu đó. Dù là trời nắng, dù là trời mưa, dù là trời bão, dù là như thế nào, anh chị em chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó. Không cho phép những cái thử thách nào, anh chị em chúng ta phải vượt qua những cái thử thách đó ha. Đó,
có những cái điều nó cản trở cho anh chị cái con đường mà anh chị tiến đến mục tiêu của mình á, anh chị phải chịu trách nhiệm 100%. Dù cỡ nào anh chị vẫn phải luôn tập trung vào kết quả của mình, tập trung vào cái mục tiêu của mình, à thì anh chị phải chịu trách nhiệm với nó 100% ha. Đó, chứ không có đổ lỗi ôi là tại tháng này là con tôi đau đau, tại tháng này trời mưa, tại tháng này như thế này thế kia như thế nọ. Không có tại, không có vì, không có bị, không có nhân, không có thì, không có là gì ở đây hết. Mình phải chịu trách nhiệm 100% với cái mục tiêu đó, chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình các chị ha. Đó là cái yếu tố thứ ba đó. Cụ thể rõ ràng, đo lường được, có ngày giờ rõ ràng cụ thể, có ý nghĩa lý do tại sao anh chị cần đạt được, và anh chị phải chịu trách nhiệm với cái điều đó. Phi thực tế, bắt bắt khả thi nhưng mà không được phi thực tế. Đó là những cái yếu tố cần thiết khi anh chị viết ra những cái mục tiêu cho mình các chị ha. Chúng ta cần phải có cái mục tiêu cho mình, và trên cái hành trình đó chúng ta biết được cái điều chúng ta mong muốn rồi là gì rồi, chúng ta mới trên cái hành trình 22 ngày này chúng ta sẽ chinh phục những cái mục tiêu cho mình. Đầu tiên á, bước ra một ngày anh chị cần biết là ngày hôm nay anh chị làm gì, và một tuần là anh chị cũng cần phải biết là ngày trong cái tuần này anh chị đạt được những cái thành tựu gì, và trong một tháng anh chị phải biết rằng là trong cái tháng này anh chị cần làm gì và anh chị cần có những cái mục tiêu gì để mà anh chị đạt được cái thành tựu gì. Chứ mình không thể nào mình sống thuận theo mà cái kiểu là va chỗ nào mình đập chỗ đó, va chỗ nào mình đập chỗ đó các chị. Mình phải có cái mục tiêu sống cho mình cần phải có cái những cái gọi là cái quy định cho mình đó, những cái quy định để mình sống, chứ không phải là mình sống nửa vời thì nó không có ok các anh chị ha. Chúng ta cần phải có mục tiêu cho mình các chị ha. Đó là đặt mục tiêu thông minh. Và anh chị em chúng ta khi mà chúng ta ứng dụng cái mục tiêu thông minh này á, theo công thức SMART goal của tỷ phú trên Anthony Robbins các anh chị, thì anh chị chúng ta sẽ đạt được rất là dễ dàng. Và trên cái hành trình này My sẽ giúp cho anh chị chúng ta 22 ngày này, My sẽ giúp cho anh chị chúng ta khai phá các người con người phi thường bên trong của anh chị ra ha. Là gì? Bằng cách là anh chị vào Zoom, anh chị tham gia đồng hành với câu lạc bộ, mình học tập với câu lạc bộ các chị ha. Và mình cân bằng cái năng lượng. Đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì sao ạ? Thì anh chị chúng ta sẽ được cộng hưởng cái trường năng lượng từ những người thành công, từ những người tuyệt vời, những người tốt đẹp. Và câu lạc bộ thì trao giá trị cho cộng đồng, không có lấy phí của ai cả các anh chị ha. Và trên cái hành trình đó anh chị học với My thì My sẽ hỗ trợ cho anh chị chúng ta đạt được những cái điều mà anh chị em ta mong muốn trong cuộc sống này là gì ha. Thì đó rất là quan trọng, rất là quan trọng các anh chị nha. Đó, cho nên là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có mục tiêu cho mình, và sau đó cái hành trình đó chúng ta lại tiếp tục, chúng ta phát triển, chúng ta đọc sách nè, chúng ta nghe livestream nè, chúng ta học lại livestream nè, rồi chúng ta học chung cùng câu lạc bộ nè, để chúng ta cân bằng cái năng lượng của mình, để mà trên cái hành trình đó mình sử dụng cái năng lượng đó để mình đi thu hút những cái sự may mắn, những cái sự tuyệt vời, những cái quý nhân, những cái cơ hội, những cái con đường để giúp chúng ta đạt được những mục tiêu đó mình chị ha. Thì đầu tiên đó là cái yếu tố cần viết ra những mục tiêu. Rồi ngay bây giờ, ngày hôm nay các anh chị hãy ngồi xuống, tối hôm nay các anh chị hãy anh chị hãy ngồi xuống và viết ra cho những mục tiêu của mình trong cái tháng 1 2024 này, hoặc là những cái mục tiêu trong năm 2024 này. Mình hãy nghiêm túc với cuộc đời của mình một lần để các anh chị viết ra cho mình những cái mục tiêu ha. Rồi, trên cái hành trình đó My sẽ giúp cho anh chị đạt được những cái mục tiêu của mình thông qua cái cách là anh chị phải học tập cùng với My, rèn luyện cùng với My, và My sẽ chia sẻ cho anh chị em ta những cái công thức, những cái bí kíp để mà anh chị em ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, vào trong công việc kinh doanh của mình, vào trong tài chính của mình, giúp cho anh chị trong cái tháng 1 này có thể là gia tăng gấp đôi cái lợi nhuận của mình lên một cách rất là dễ dàng thông qua luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức các anh chị ha. Bằng cách nào thì anh chị phải học tập với My, và anh chị phải làm theo những gì My chỉ. Và câu lạc bộ thì trao giá trị cho cộng đồng, không có lấy phí của ai cả các anh chị ha. Nhưng cũng có điều kiện là gì? Anh chị phải làm nghiêm túc những gì My chỉ thì anh chị mới có những cái kết quả các anh chị. Bây giờ là kiến thức mình có thể chia sẻ cho các anh chị được, nhưng mà quan trọng anh chị phải là người làm, chứ mình không thể là người làm thay cho các anh chị được không ạ? Đó, bây giờ mình đâu có làm thay cho các anh chị được đâu, mình chỉ chia sẻ những cái kiến thức thôi, những cái bí kíp thôi, để anh chị em chúng ta tự làm và tự ứng dụng trong cuộc sống của mình. Và mình cam kết rằng nếu như trong vòng 22 ngày anh chị ứng dụng nghiêm túc đúng cái bộ công thức của câu lạc bộ và làm đúng những gì mình chỉ, nếu như mà gia tăng thu nhập của anh chị không gia tăng gấp đôi, hoặc là cuộc sống của anh chị không may mắn, anh chị không hạnh phúc, anh chị không cải thiện về được cái mức độ tài chính, mối quan hệ và sức khỏe, thì mình làm gì anh chị nói mình sao cũng được hết, mình chịu trách nhiệm với cái lời nói của mình ha. Đó, và rất là đông anh chị em ở đây đó, chỉ cần anh chị em ta học tập nghiêm túc. Và trong chương trình 20 giờ tối ngày hôm nay thì câu lạc bộ sẽ có cái cách đặt mục tiêu thông minh theo công thức SMART goal của tỷ phú Anthony Robbins, và sẽ được chia sẻ rất là kỹ càng, và trên cái hành trình đó sẽ giúp cho anh chị em ta đạt được những cái điều mà anh chị em ta mong muốn. Quan trọng bây giờ anh chị em ta mong muốn điều gì các anh chị ha.
Rồi, đó là cái kiến thức mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến anh chị giống ta là gì ạ? À? Đầu tháng là ngày hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2024, thì chúng ta hãy nghiêm túc với bản thân của mình, chúng ta hãy nghiêm túc với cuộc đời của mình, chúng ta hãy ngồi xuống viết ra cho mình những cái mục tiêu các anh chị nha, những cái mục tiêu và mình biết được cái điều mình mong muốn trong cuộc sống này là gì, những cái một điều mà mình mong muốn trong cuộc đời này là gì các anh chị ha. Và trên cái hành trình đó My sẽ là người đồng hành với các anh chị và My sẽ là người giúp cho các anh chị đạt được những mục tiêu của mình trong cuộc sống các anh chị ha. Rồi, đó là cái kiến thức ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến anh chị chúng ta. Rồi, bao nhiêu anh chị chúng ta thấy rằng là My chia sẻ rất là dễ hiểu, anh chị có thể là comment dễ hiểu giúp cho My được không ạ? À? Chương trình 20 giờ tối nay thì được của câu lạc bộ thì được diễn ra vào lúc 20 giờ tối các anh chị ha. Anh chị em những cái nền tảng khác hoặc là những anh chị em chúng ta thấy được livestream của My có thể là mong muốn học tập phát triển và đặt ra những cái mục tiêu cho mình và làm như thế nào để mình đạt được chính xác những cái mục tiêu mình đặt ra. Anh chị có thể là follow My, có thể là nhắn tin My sẽ hỗ trợ cho anh chị ta một môi trường tốt để học tập ha. Có thể là My không giỏi hơn các anh chị, có thể là My chưa giàu bằng các anh chị, nhưng My biết được cái điều mà anh chị chưa biết và My có thể cho anh chị một môi trường tốt để mà anh chị ta học tập, để mà anh chị ta phát triển, để mà anh chị ta rèn luyện để trở thành các phiên bản tốt nhất của mình các chị ha. Đó, à, có thể là My biết chứ là có thể My chưa giàu hơn các anh chị, nhưng mà mới cho các anh chị được môi trường tốt, mới cho các anh chị được một người thầy, mới cho anh chị được những người bạn, những người đồng hành, những người bạn tốt, những người đồng hành. Và trên cái hành trình đó họ sẽ hỗ trợ cho anh chị và mới sẽ hỗ trợ cho anh chị em chúng ta đạt được chính xác những cái điều mà anh chị mong muốn. Nhưng mà quan trọng bây giờ anh chị không muốn điều gì các anh chị ha. Đó, thì đó là kiến thức ngày hôm nay mình chia sẻ với anh chị chúng ta ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tương tác với mình nha. Bây giờ thì mình xin kết thúc chương trình ở đây. Và xin cảm ơn các chị rất là nhiều đã dành cái thời gian quý báu vào lắng nghe mình chia sẻ ha. Những anh chị em mà đang xem trên các nền tảng khác của mình á thì có thể là follow me, nhắn tin cho mình nếu như mà anh chị ta mong muốn có một môi trường để học tập, để rèn luyện, để phát triển bản thân của mình một ngày một tốt hơn ha. Thì mình sẽ hỗ trợ cho anh chị ta một môi trường tốt để học tập, để rèn luyện, để phát triển và giúp cho anh chị ta khai phá được con người phi thường bên trong của mình, giúp cho anh chị ta biết được cái điều anh chị mong muốn là gì. Và trên cái hành trình đó, My sẽ là người hỗ trợ và chia sẻ để anh chị em ta đạt được những cái điều mà anh chị em ta mong muốn trong cuộc sống này là gì các anh chị ha. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều đã lắng nghe mình chia sẻ. Bây giờ thì mình xin kết chương trình ở đây ha. Xin chúc cho anh chị em ta có một buổi tối tràn ngập trong ý niệm tình yêu thương, lòng biết ơn, sự tự do, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị ha. Và hẹn gặp lại các anh chị vào trong chương trình 20 giờ tối ngày hôm nay các anh chị ha. Chúng ta sẽ cùng nhau viết ra những mục tiêu cho mình và chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những cái mục tiêu đó các anh chị ha. Quan trọng bây giờ anh chị em chúng ta đang mong muốn gì? Có mong muốn thành công hơn không? Có mong muốn cải thiện về tài chính không? Có mong muốn cải thiện về sức khỏe không? Có mong muốn cải thiện về mối quan hệ không? Có mong muốn hạnh phúc hơn hay không? Có mong muốn may mắn hơn hay không? Thì đó là lựa chọn của anh chị ha. My chỉ là người chia sẻ và còn anh chị là người quyết định. Anh chị mong muốn điều gì và anh chị làm như thế nào thì đó là lựa chọn của anh chị ha. Rồi đó là kiến thức My chia sẻ đến anh chị ngày hôm nay nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã lắng nghe My chia sẻ rất là nghiêm túc. Rồi hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình 20 giờ tối nay các anh chị ha. Và những anh chị em trong khác có thể là mình thấy được livestream của My trên các nền tảng khác ha. Fanpage top top thì anh chị chúng ta mong muốn là có một môi trường học tập, rèn luyện, phát triển bản thân của mình thì anh chị chúng ta có thể là follow My, nhắn tin My sẽ hỗ trợ cho anh chị chúng ta một môi trường tốt để mà anh chị chúng ta học tập, rèn luyện và giúp cho anh chúng ta biết được cái điều anh chị mong muốn là gì. Và trên cái hành trình đó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta đạt được chính xác những điều anh chị mong muốn. My cam kết rằng trong vòng 22 ngày anh chị học tập nghiêm túc cùng với My, cùng với câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc thì anh sẽ đạt được những cái điều mà anh chị mong muốn. Anh chị chỉ cần học nghiêm túc 22 ngày các anh chị ha. Và câu lạc bộ thì trao giá trị cộng đồng, không có lấy phí của ai cả các anh chị ha. Không có tốn bất cứ một khoản phí nào luôn mà anh chị vào học tập và sẽ được My đồng hành, sẽ được My hỗ trợ đến khi nào anh chị đạt được chính xác những điều anh chị mong muốn. Các anh chị ha. Trừ khi các anh chị không học nữa thôi, chứ còn anh chị còn học thì mình sẽ còn hỗ trợ cho các anh chị. Đó là sứ mệnh của câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc ha, và giúp cho nhiều người thành công hơn, nhiều người hạnh phúc hơn, nhiều người may mắn hơn. Đó là những cái điều mà mình làm các anh chị và mình cảm thấy hạnh phúc với những điều đó các anh chị ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã vào trong phiên live của mình, đã lắng nghe mình chia sẻ nha. Bây giờ thì mình xin kết thúc chương trình ở đây các anh chị nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 20 giờ tối nay nha. Bye bye, siêu cả nhà.